chùa Đống Cao, tên thường gọi là chùa Xếu, tọa lạc trên cánh đồng thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, nơi có truyền thống văn hiến lâu đời. Ban đầu chùa là một miếu nhỏ có tên Đống Cao Địa Kỳ. Đến năm 1304, khi qua trấn Hải Dương, Đức Phật Hoàng Trấn Nhân Tông đã dừng chân và sắc chỉ, khuyên dân chúng cải từ vi tự, đem giáo lý thập thiện để truyền dạy cho dân trong vùng. Từ đây, Đống Cao Địa Kỳ trở thành Đống Cao Cổ Tự, gắn liền với thiền phái Trúc Lâm. Ngôi chùa này được xây dựng và ra đời gắn liền với thiền phái Trúc Lâm ở thế kỷ thứ 13, do Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Ngài sáng lập. Và sau khi mà Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Ngài về rời ngôi vua lên núi Yên Tử xuất gia tu hành với chủ trương là nhập thế, cho nên là Ngài đã hạ sơn về cái vùng đất trấn Hải Dương. Và Ngài đã dừng chân ở tại đây, thấy cái thế đất huỳnh quy vọng nguyệt, rùa lằm ngắm trăng, cho nên là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Ngài đã sắc chỉ dân ở địa phương đây là cải từ vi tự. Mang dấu ấn của ngôi chùa thuộc đồng bằng Bắc Bộ, chùa Đống Cao có lối kiến trúc tiền Phật hậu Tổ, nội công ngoại quốc, cùng khuôn viên rộng rãi khoáng đạt. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa hiện nay được mở rộng với nhiều hạng mục mới nhưng vẫn giữ nét kiến trúc chùa Việt. Trải qua 700 năm thì ngôi chùa đã được nhiều lần trùng tu. Cái lần trùng tu sớm nhất là vào năm Canh Thìn 1580, từ tiền đường, thiêu hương cho đến các tòa tam bảo tượng pháp. Sau đến thời Lê và hậu Lê thì ngôi chùa lại tiếp tục được trùng tu và mở rộng. Đặc biệt là thế kỷ thứ 17 thì có thiền sư Như Cảm mở rộng cái ngôi chùa Đống Cao này trở thành một cái nơi thắng cảnh và tiếp chúng độ tăng. Phía sau chùa có một khoảng sân rộng là giảng đường, nhà tổ, trai đường, nhà khách, nhà tăng. Hai bên có tháp to và cao 7 tầng. Khu vực này được xây theo kiểu truyền thống kết hợp hiện đại. Bên trong thoáng đãng, đủ tiện nghi phục vụ việc giảng dạy Phật Pháp cho khoảng 200 học viên. Và đến năm 2014 thì Hòa Thượng Thích Quảng Tùng sau khi về nhậm chức trưởng ban Phật, trị sự Phật giáo Hải Dương thì Hòa Thượng đã đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh là đưa cái trường trung cấp về đây. Thế cho nên là lại tiếp tục chùa lại được mở rộng, xây dựng một số các cái công trình nhà cửa cũng như trường lớp để cho tăng ni trường trung cấp có nơi học, hành giả an cư có nơi sinh hoạt tu học, và đạo tràng Phật tử về đây cũng có chỗ được sinh hoạt tu học. Hơn 700 năm thăng trầm cùng biến động của lịch sử, chùa Đống Cao vẫn đứng trang nghiêm giữa một vùng quê Bắc Bộ, chốn quay về an yên của du khách gần xa.